Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Khanh đang có mặt tại trường quay để thực hiện MV mới của mình. Bài hát lần này có tên là Nếu Mai Đây Mình Kết Thúc. Gỡ cái dẫn dữ con chắc của nó nha. Xin chào khán giả. Hôm nay là ngày thứ hai của MV của Bạch Công Khanh. Đây là test đầu tiên. Hy vọng hôm nay là ngày cuối để kết một cái MV thật là ý nghĩa, xứng đáng với lại công sức đầu tư của mọi người. Chờ đón xem nha. Hello cả nhà. Nancy Nguyễn. Trời ơi, bài hát này làm người ta khóc quá à. Sao khóc vậy? Bài hát buồn. Trong MV này có Khanh rất là cảm ơn bởi vì có Nancy Nguyễn cùng với Bảo Ân là hai nhân vật chính trong một câu chuyện đầy kịch tính gồm ba người. Đây là một chuyện tình éo lên. Hy vọng rằng mọi người khi mà xem cái MV này sẽ ủng hộ bài hát và đặc biệt là ủng hộ cho những cái cố gắng của ba anh em của tôi trong suốt 2 ngày quay. Cảm ơn nha. Quay cảnh cận nè. Cảnh Ân bước vô, nãy giờ anh ngỡ chưa được bước vô, anh chờ 8 tiếng rồi đó. Cái này đông lắm, có mình anh à. Cảnh này là một cảnh ngồi chờ đợi người bạn diễn của mình. Chờ hoài không được, phải gọi điện thoại. Gọi hoài cũng không được. Vậy thôi. Dự án lần này có một cái sự bắt tay, Khanh cho rằng đó là một cái sự may mắn và rất là hạnh phúc của Khanh ở thời điểm này, đó chính là có đạo diễn Vương Khang. Có 2 người thôi, Khanh đứng ở đây. Đây hả? Và Khanh hy vọng rằng sản phẩm lần này là sự hợp tác giữa hai anh em lần đầu tiên, nhưng mà sẽ mang lại thật là nhiều cái sự yêu thích của tất cả quý vị, và hy vọng rằng ca khúc này sẽ trở thành hit. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại thì mình đang quay MV của Bạch Công Khanh. Trong MV có rất nhiều cảnh cũng chưa thể tiết lộ được, và mọi người hãy đón chờ và ủng hộ nhé. Em khách. Thôi thế nè. Nghe ngon chờ ngón trỏ bợ cái cầm nâng lên nhẹ lên.
Chào mọi người. Phải nói là nhờ có anh Khanh mà Nancy mới có một cái trải nghiệm đặc biệt như thế này. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái vai là một cô hát như thế này. Thấy chưa? Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Chờ tôi thật sợ. Cái món này rất sang. Trang một cái gương mặt kinh kịch thì trong cái bài này nó có một cái chi tiết là nhân vật nam và nữ cùng diễn một cái vai ở trên sân khấu thì cùng hóa thân thành một người nữ. Tao đứng lên thử. Anh cũng lật được. Chết. Đẩy vô lại. Nó phải lên giống vậy nè. Tinh tinh. Trời ơi, bây giờ hả, nếu không nói là Nancy chắc không có ai nhận ra được đâu. Có mọi người hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Cho nên là mới xong được có cái gương mặt này thôi. Mà anh Khanh đây, làm cùng lúc với Nương luôn nè. Nhưng mà bây giờ vẫn còn tóc tai chưa xong gì hết. Nancy cũng vậy, chưa có xong gì hết. Cô ơi, để mình làm mặt như này, tất cả mình phải làm cỏ cũng được mà tay cũng được, nhiều khi cái cỏ nó không ăn được cái tay, hay mình đánh đậm á. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái cảm giác hóa trang một cái gương mặt kinh kịch nó là như thế nào, và lát nữa khi mà thành phẩm xong bắt đầu mình mặc trang phục vô thì mình sẽ quay giới thiệu cho quý vị nha. Mới có một bên thôi, thấy nó khác nhau liền đúng không? Đây là những công đoạn cuối cùng, gần như cuối cùng trước khi hoàn thành cái phần hóa trang này.
Ta-da. Như vậy là đã xong. Bao nhiêu tiếng rồi? Anh Vũ. Hơn 2 tiếng. Nó anh Vũ cho hơn 2 tiếng đôi, và mọi người thấy cái đôi là mà nhìn Khanh đã khác chưa? Nữ mà đầu nhọn trắng của anh Vũ. Thấy chút thương không? Được chăm sóc tận tình à, mình thật là hạnh phúc. À, rất là lâu rồi mình mới có cái cảm giác là giả nữ lại. Nhớ cái cuộc thi cách đây 4 năm trước thì bây giờ trong một cái sản phẩm mới nhất thì nó là một cái sự trùng hợp mà Khanh cảm thấy rất là thú vị. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận sản phẩm này. Rồi, con đi một chiều không? Bắt đây. Đang nặng mới thấy mặt con. Nặng cái trên cái dưới. Đây là chú Thanh Sơn, là người hỗ trợ cho Khanh trong cái phần trang phục kinh kịch. Cảm ơn chú rất là nhiều. Trời ơi, chú Sơn đến đây từ rất là sớm nha. Nguyện tính, nguyện dạ. Trời, cái váy dài quá à. Không được rồi. Khó lắm, cần sư phụ. Bởi vì đây là một bài hát mà Khanh cảm thấy rằng nó có một cái nội dung nói về một câu chuyện tình yêu tan vỡ. Tuy nhiên, nó vẫn là những giai điệu rất là đẹp và nó không hề gọi là nó gắn liền với cái sở trường mà Khanh đang theo đuổi, đó chính là thể loại pop ballad. Và Khanh rất là yêu thích ca khúc này, hy vọng rằng quý vị sẽ thích. Quý vị thấy là ngày hôm nay Khanh đang đứng trên một cái sân khấu. Đây là một cái sân khấu hoàn toàn được dựng lên từ ekip, và nhờ có cái MV này Khanh được tập sử dụng long trĩ, và bây giờ Khanh đang tập những cái bộ để khi mà lên MV nó sẽ có những cái động tác thật là đẹp. Và cũng như là quý vị thấy cái tạo hình của Khanh lần này là tạo hình của một người nữ nha. Và Khanh cũng rất là thích cái phần hóa trang này, và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ MV của Khanh nha. MV Nếu Mai Đây Mình Kết Thúc. Trời ơi, cái này nó rớt. Thôi khỏi cần cái này đi. Anh Đô ơi, khỏi cần cái áo khoác nha. And yeah. Lên. Mùa vé tới 1 triệu 2 mà vô đãi à. Hột dừa, hột hướng dương. Đau lưng quá. Thật ra quay thì không có mệt, nhưng mà cái thời gian chờ đợi set up á, nó rất là lâu. Thì nó có những cái cảnh này, như quý vị thấy là ở đây là anh Vương Khang ảnh phải dựng lên hết một cái phòng make up giả. Không, có nghĩa là Ân là Ân đang coi Thanh à, nhưng mà Thanh Nương Thanh đang đi chơi mà. Không, tại anh thấy em chào Ân. Dạ. Không có chào đâu. Không có chào đâu. Có nghĩa là sợ nó thấy á. Không hút núp vô lại. Tại tí dừng mấy nè, mắt dừng mấy nè. Tắt sợ lên. Nó kiểu vậy đó, phải diễn mấy cái kiểu nhẹ nhàng vậy thôi. Mà làm gì ba cạo cốt này vậy má. Hồi nãy tí kêu cao cáo. Ê, kiếp là ngày hôm qua là 3 giờ sáng rồi. Hôm nay 11 giờ mới tập trung, mà 5 giờ chiều mới bắt đầu bấm cảnh 1. Bây giờ là hẹn 5 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ đi về và ăn sáng nha. Tươi lắm. Ở phía ngoài kia là còn cái sân khấu giả, là chúng tôi phải dựng lên hoàn toàn từ một cái phim trường trống. Có nghĩa là tất cả các anh em trong ekip rất là cực trong cái chuyện này.
như ví dụ như nương đúng thì phải thay đổi một xíu layout make up thì cũng có cực chút xíu mà vẫn không cực bằng các anh em không cực bằng các anh em đâu có 5-6 tiếng à rồi cho Duyên Duyên vô nè không sao mà mặt xinh lắm Duyên vô lại vào quay rồi vô nha. Hôm nay mình lại mua vé 1.2 triệu nữa các bạn ạ. Đi xem hát. Cái nhà đông lắm. Nhà rất đông. Ra tiền, ra tiền. Thấy đuối em ơi. 2 ngày rồi. Bây giờ là 6 giờ sáng. Còn 2 cảnh nữa. Lần nào quay ở phim trường này cũng tới 6 giờ sáng. Bước ra cửa là trời đã sáng. Ok, ok. I'm fine, I'm fine. Và đây, giờ này, diễn viên gọi là quần chúng xuất sắc nhất được tuyển chọn chứ không đoàn phim nào có hết. Mời Ben máy qua. Rồi, qua. Lạnh, lạnh, lạnh lên đây. Không, một quá trời này con thầy. Đúng, ok. Đó, chặn lại. Trời ơi, nó rất là nặng luôn, quý vị. Nhưng mà thật ra là cái này là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với Nancy. Cho nên là trời ơi, một cái cảm xúc rất là lạ, không có biết nên nói như thế nào. Nhưng mà rất cảm ơn anh Khanh và đạo diễn Vương Khang đã mời Nancy vào cái vai diễn này. Nó rất là đặc sắc, nhất là đối với cái hí kịch này. Đây là lần đầu tiên mà Nancy được trải nghiệm. Nancy cũng mong rằng, thôi không chỉ Nancy mà là tất cả ekip, toàn bộ ekip mong rằng quý vị khán giả sẽ đón nhận cái MV này nha. Cảnh cuối rồi đó. Cảnh này bị đâm chưa? Nhưng mà tự nhiên nằm xong khỏe lắm, tại vì cái đầu này nó căng quá nè. Nằm cái thế này thì nó không đau. Trời ơi, chết mà sung sướng. Nắm tay rồi. Nhấn những cái được không? Nắm tay khá không? Mấy chị. Chị, buông. Chúc mừng rồi. Như vậy là ekip MV nếu mai đây mình kết thúc đã hoàn thành 2 ngày quay rất là máu lửa, rất là hừng hực khí thế, tại vì bây giờ đã là 6 giờ sáng. Và hôm qua là ốp máy là lúc 3 giờ rưỡi sáng. Hôm nay nghĩ là mình có tiến bộ hơn. Y chang cái tựa đề luôn nha mọi người. Nếu mai đây mình kết thúc nha, là phải có chữ mai thì mới được kết thúc. Nên là lúc nào cũng có sớm mai mới được kết thúc buổi quay. Và hôm nay là kết thúc lúc 5 giờ sáng. À không, khả năng là 6 giờ. Vì Ân còn 2 cảnh thì Khanh còn 1 cảnh nữa. Nên là bây giờ bước quay behind the scene đi. Đi thay đồ. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là MV này sẽ nhận được sự quan tâm yêu thích của tất cả quý vị khán giả. Và trước mắt là lên top trending giùm Khanh cái cho Khanh vui nhé. Bye bye cả nhà.